Xin kính chào quý vị và các bạn, quay trở lại với video clip ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn test thử chất âm của dòng loa bãi B3, mã sản phẩm là HF102. Loa được thiết kế 2 bát 25 kép, 2 trung và 2 tép trên một thân thùng. Vâng, với công suất của loa này là 360W mỗi quả, độ nhạy là 92, trở kháng 8 ohm và trọng lượng cân nặng mỗi thùng là 21,5 kg. Vâng, đây là một trong những dòng loa bãi xịn thương hiệu của Đức, thiết kế rất độc đáo, 2 bát 25 kép. Và quý vị và các bạn không còn xa lạ gì với dòng loa B3 HF102. Đây là một siêu phẩm của B3. Và tiếng bát của dòng loa này rất sâu, mềm, chắc. Tiếng tép và trung rất là nhuyễn, nời ca bay. Và đây là những cặp loa rất là hiếm, vắng bóng một thời gian rất là dài, B3 HF102. Hôm nay mình test thử chất âm của dòng loa này. Và với giá của cặp loa B3 HF102 bãi xịn thương hiệu của Đức, giá 9.200.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ cho điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Trung tâm điện tử Tám Hoa nhận giao hàng toàn quốc, địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và bây giờ mình test thử chất âm của dòng loa B3 HF102. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của dòng loa này.